cha 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 la 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 la. Nhà cửa không có miếng nước nào hết. Ủa? Nhà mình có họ hàng nào ở đây à? Ê anh ơi, đâu có ai quen đâu ta. Cầm. Cô là ô sinh nhà này đúng không? Vô trong kêu cô xấu ra gặp tôi. Ô này gì? Ô mai xấu đây. Cô là cô xấu hả? Chuẩn, không cần chỉ. Hey! Chào cô. Nè nè nè, làm cho gì đấy? Đừng có mà kiểm tra xem chuột, xúc phạm thân thể nhá. Ngồi xuống. Sao? Đến đây kiếm tôi có việc gì? Tôi đang đi kiếm thầy học võ. Thì có bà già tóc trắng ngoài kia kêu tôi vô đây gặp cô xấu. Bà già tóc trắng? Bà kêu là cứ vô trong gặp cô xấu. Mà cô ngồi xuống đi. Cô đứng vậy nói chuyện tôi mỏi cổ quá. Thế học buổi nào? Dạ mà trước tiên á, thì cô cho tôi hỏi câu đi. Lớp cô mở được lâu chưa? Ô, tất nhiên là lâu rồi chứ. Lớp cô có đông học viên không? Hỏi cái gì thì không hỏi. Hỏi có đông học viên hay không á. Ủa là bao nhiêu người? Không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Bỏ, cô hát dở quá. Tôi không có hỏi mấy cái chung chung vậy. Ý tôi hỏi là bao nhiêu, là số lượng chính xác là bao nhiêu? 12.000 luôn. 200. Ủa vậy là 2 chuột đúng không? Ủa trên này là nhiêu? Số 2, tức là 2 người. 2 người? Đúng, 2 cũng là số nhiều rồi mà. Cô có bằng sư phạm chưa? Ôi dồi, nóng quá. Sốt 47-90 độ. Này, tôi nói cho anh biết nhá. Học võ ấy, mà phải cần bằng sư phạm á. Chỉ cần biết võ thôi. Vậy là cái hiểu biết và cái kỹ năng của cô là bằng không rồi. Nhưng mà tôi có cái này quan trọng. Cái gì vậy? Cô làm gì vậy? Đừng quýnh nha. Khí. Ý dạ. Đan trường. Cái gì đan trường? Đan tiền. À, khí tụ đan điền. Nói vậy đi. Khí tụ đan tiền. Tôi hỏi cô nè, cô có nổi tiếng trong cái ngành nghề, trong cái lĩnh vực này không? Ý tôi là cô có có nêm không? Cô biết nêm không? Nêm. Đẩy mỏ lên, đẩy mỏ lên. Nêm. Chì nó ra. Nêm. Nêm. Đó đó, cô có names không? Tất nhiên là có. Ủa, chứ tên gì? Ô mai xấu. Thôi bỏ. Cứ coi như là cô chưa có nổi tiếng đi. Không nổi tiếng thì mình phải quen biết những người nổi tiếng. Cô biết Johnny Trí Nguyễn không? John Đặng không? Những cái người ngày xưa mà họ là võ thuật rất là giỏi. Từ diễn viên đóng thế mà người ta lên được diễn viên nổi tiếng. Đó. Biết chứ, tất nhiên là tôi biết. Ủa, cô biết luôn hả? Biết. Ủa sao kỳ vậy trời? Cái gì cô cũng không biết, cái gì cô cũng không quen. Vậy làm sao mà ai đi đăng ký cái lớp học võ của cô? Này, tôi biết võ. Anh ấy, đứng lùi xa ra. Chi vậy? Anh muốn thử không? Thử anh gì? Anh muốn thử. Bỏ. Thôi, không chơi cái này, không chơi cái này. Không chơi cái này. Tôi nói cô nghe này. Cô á, là không biết PR, không biết marketing cho bản thân. Cô biết cái thời buổi bây giờ là thời buổi mà nổi tiếng thì phải là lên internet, mình phải PR marketing. Cô có biết mà bánh tráng trộn không?
người ta còn lên báo rần rần mới bán được bánh tráng nhiều. Cô biết hot girl bánh tráng trộn không? Đúng. Đó. Còn cô là cái kiểu mà vô dụng, vô tài, vô vị, vô vô. Vô vô là trò chơi. Tôi lộn, nói chung là tất cả các loại vô. Tôi hứa, tôi thề, tôi đảm bảo không bao giờ tới học cái lớp học, lớp học võ của cô. Hay. Hay. Tôi chết. Đâu ra một cái thằng thần kinh đi vào đây tự nhiên như một thằng điên, ăn trái cây uống nước, vào đây hỏi thăm lớp học võ rồi đi ra một cái. Này, ô mai xấu này mà biết trước như thế thì vài trưởng luôn, vài trưởng là chết chắc. Nó bơm chị đang kiếm bơm cho em mà. Không nào, đừng có mà động chạm vào thân thể mỏng manh sẽ vỡ của em. Chị không được sờ vào người em đâu nhá, mà em nói cho chị biết, nổ tung tức là tức giận đấy. Tức cái gì, chuyện gì thì nói, làm hết hồn à. Chị trời ơi, chị Xoài ơi, nhưng mà chuyện gì? Lo học võ thì được có mấy mống, đã thế chúng nó còn rủ nhau bỏ học. Nhưng mà không học thì thôi, tại sao cứ đến cái lúc mà đi học thì chúng nó xin nghỉ, nghỉ xong lại còn to tiếng với em. Chuyện có vậy thôi mà cũng tức nữa hả? Nếu mà chuyện của chị á, chắc chị nổi điên lên quá à. Chị điên đi nào, chị điên cho em xin. Chị điên đi, đi ra kể cho nghe. Chị hả, nhiều khi chị buồn lắm á. Kiểu gì á, thời gian quay trở lại, chị sẽ đánh bóng tên tuổi của mình. Đánh bóng? Lúc đó chị sẽ là một diễn viên nổi tiếng. Em tưởng chị là nhà báo. Chị sẽ là một phóng viên nổi tiếng. Phóng viên nổi tiếng? Nổi tiếng. Không được đâu chị ơi. Em nghĩ như chị đã nói là em nghĩ là cái thực lực nó phải tốt hơn chứ. Sao bây giờ tự nhiên chị lại bảo là chị thích danh tiếng? Thực lực là ngày xưa thôi, bây giờ hả, cái gì cũng phải có danh tiếng hết trơn á. Thời đại của quảng cáo, của tiếp thị mà. Em nổi tiếng em muốn cái gì cũng được hết đó. Thì em thích ăn chuối thôi. Được luôn, em muốn một trái người ta cho em một nải. Thật hả? Ừ. Thì thôi, không được, người ta phải đi lên bằng thực lực của mình. Em thấy nó phi lý. Phi lý, phi lý. Thời buổi này á, không có cần biết em xạo hay em thiệt đâu. Chỉ cần em thành công ở chỗ là người ta biết em là em đã thành công rồi. Nè nè, ví dụ điển hình, cái con nhỏ đồng nghiệp của chị á ha, nó vô công ty sau chị mấy năm. Lúc đầu chỉ là một phóng viên quèn thôi, viết tài là mấy báo lá cải không mà, không ai đọc hết trơn á. Nó nhờ người ta PR lên. Nào là phóng viên đa tài, phóng viên vì cộng đồng. Nè nha, bây giờ lên chức biên tập ha, ngồi trên đầu trên cổ tôi nè ha. Đây xuống đây ngồi thử cho xem. Tôi đang ví dụ mà. Thì tức là như chị nói, thì em thấy là mình phải có một chút cái gì được gọi là danh tiếng, đúng không? Thì mình mới có thể làm được việc. Chứ mà cứ nâu nêm như em, rồi đến cái lớp võ của em mà nó không nổi danh thì cũng vắng như chùa Bà Đen luôn. Kiểu này xấu đây. Và chị Xoài sẽ dấn thân vào số 1. Thôi, Xoài không cần dấn thân đâu, một mình xấu đây đủ rồi. Xấu có điều muốn nói. Chị nói đi chị. Nói đi, em nghe hết chị. Sẵn sàng lắng nghe. Mọi người hãy đọc tấm bảng này sau. Hãy đến với lớp võ ôi mai xấu, bạn sẽ đến gần với điện ảnh. Đúng đó, nếu mà ai đăng ký lớp học võ của ôi mai xấu, các bạn sẽ được hai tấm hình chụp chung cùng cô giáo. Em sao nha, chị là con chơi.
Mẹ tha thiết da giết cô cho em đăng ký lớp học võ đi cô. Tao đẹp trai nhất luôn á. No, draw. Là sao cô? No tức là không, door tức là cửa. No door tức là không có cửa. Dắt cửa. Cười cái gì? Cười cái gì hả? Chị đang tâm sự nỗi lòng của chị với em mà em cười ha 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 là gì là sao? Kệ chứ đi. Bây giờ em là em phải đi thực hiện một cuộc gọi quan trọng. Đổi đối cuộc đời em luôn. Em là sẽ dấn thân vào showbiz. Mặc kệ chị là phóng viên quen. Thế nhá. Bye. Ngon ha. Ngon ha. Để coi ai là phóng viên quen hả? Không đi theo mình không cũng chết chứ, mà đi theo mình mà biết mình là diễn viên trong thế cũng chết luôn. À đến trốn mà đi đóng phim một mình nè, chắc chắn là vậy rồi. Đi theo mình. À alo đạo diễn Sắc Ly Ti ạ? Dạ vâng. Ô mai xấu đấy ạ. Mà chú ơi, cháu đồng ý đóng vai diễn của chú nha. Bao giờ thì cháu gặp được chú ạ? Hả? Cái gì ạ? Tại sao? Chú có người khác đóng rồi ạ? Thế là cháu không muốn đóng nữa ạ? Vâng. Thế thôi vậy ạ. Lần sau chú mà có phim nào thì chú gọi cháu nha. Cháu lúc nào cũng rảnh hết á. Cháu không muốn bận nó đâu. Vâng, cháu chờ chú. Cho trường cái tội. Mấy cái người á mà hả, ích kỷ hẹp hò nhỏ bụng là hả, bể xôi vậy đó. Sao mà lại cười trên nỗi đau khổ của gì? Con quá đáng. À, để con nói cho dì nghe nè. Con á, con là một người rất là tốt bụng, dễ thương. Cho nên con sẽ không bao giờ đẩy người ta tới bước đường cùng đâu. Con nói như vậy thì lòng dì một phần nào cũng thấy an tâm hơn. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Dì vào nhà. Dạ. Trời ơi, bể sao vậy? Sao mà bể? Bye.